Hello, xin chào tất cả anh em với công trình trên toàn quốc nha. Miền Bắc dạo này mưa suốt anh em ạ. Nên bãi máy bãi dạo này máy rất là rẻ. Giá thành rất là hợp lý, toàn máy chất lượng đầy kín bãi. Anh em không mua máy vào trong thời điểm này thì mua ở thời điểm nào nữa? Anh em muốn rẻ, muốn hàng chất lượng thì hãy mua ngay vào trong thời điểm này đi. Chứ anh em để 1-2 tháng sau nữa máy sẽ lên cao và anh em sẽ không có nhiều sự lựa chọn, bởi vì lúc đấy bãi máy ít máy thì anh em xuống gặp được con nào thì anh em lấy con đấy thôi. Nhưng mà anh em lấy trong thời điểm này thì rất là nhiều máy để anh em lựa chọn, anh em có nhiều sự lựa chọn, máy cực kỳ chất lượng, giá thành hợp lý, máy nhập hàng trực, máy là nhập khẩu trực tiếp từ Hàn về, chất lượng rất là tốt anh em nhé. Máy ở bãi có 140 có từ 23 đến 28 anh em nhé. Máy xích cũng có là máy 55 rồi, máy lốp 55 cũng có anh em nhé. Có nhiều sự lựa chọn để cho anh em tìm mua vào trong thời điểm này. Anh em hãy mua trong tháng này thì máy rất là giá rất là hợp lý. Có nhiều sự lựa chọn cho anh em chọn lựa. Máy chất lượng rất là tốt. Máy nhập khẩu trực tiếp từ Hàn đang có mặt tại bãi, anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ